Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đấu đá ghế Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Thể bị tố chuyển hàng lậu. Cho tới nay, tin ông Nguyễn Văn Thể sẽ thay ông Trần Lưu Quang vẫn là tin đồn. Tuy nhiên, tin đồn này có nguồn gốc của tin tức khá khả tín. Đáng lẽ khi Trần Lưu Quang được chuyển đi thì chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phải có người thay thế. Tuy nhiên, cho đến nay vị trí này chưa được công bố thì điều đó cũng có nghĩa là tại Trung ương đang có cuộc tranh giành quyền lực diễn ra hết sức khốc liệt. Thế lực Lê Thanh Hải ắt là không muốn chiếc ghế này rơi vào tay những người ngoại tình, mà đặc biệt là những người được Nguyễn Phú Trọng tin tưởng. Với thế lực Lê Thanh Hải thì để Nguyễn Thành Phong lấp vào chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực là tốt nhất, hoặc ít nhất là Nguyễn Thành Phong vẫn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo nguồn tin rò rỉ thì rất có thể Nguyễn Thành Phong sẽ được chuyển ra Hà Nội và giam lỏng ở ghế Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương. Đây là hình ảnh khả năng rất cao là Nguyễn Văn Thể sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu Nguyễn Văn Thể mà về Thành phố Hồ Chí Minh thì chẳng khác nào Trần Lưu Quang cũng là người ngoại tỉnh không có ân nghĩa gì với Lê Thanh Hải, cũng là người chịu nhiều ân nghĩa của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Văn Thể về thành phố sẽ không những làm mất cơ hội của đàn em ông Lê Thanh Hải mà còn đe dọa đến gia đình Lê Trường. Và khi họp Thành ủy mà có Bí thư và Phó Bí thư Thường trực đồng lòng thì khó có ai có thể phủ quyết cho được. Được biết Nguyễn Văn Thể đang có hai nhân vật có thể cạnh tranh vị trí Phó Bí thư Thường trực. Đó là ông Nguyễn Hồng Lĩnh, 57 tuổi, gốc Long An, từng là Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 2016 cho đến năm 2020. Hiện đang là Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, và ông Phan Văn Mãi, 48 tuổi, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Trong đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh được cho là của phe ông Nguyễn Phú Trọng, còn ông Phan Văn Mãi được cho là của người của Nguyễn Thành Phong giới thiệu. Nguyễn Văn Thể là ứng cử viên số 1. Và Nguyễn Hồng Lĩnh, ứng cử viên số 2, và ông Phan Văn Mãi vẫn là ứng cử viên số 3 với cơ hội thấp nhất. Mỗi người có một thế lực hậu thuẫn, nhưng Nguyễn Văn Thể là ưu việt hơn hết. Và những ngày gần đây, rõ ràng chúng ta chứng kiến, truyền thông đang đánh mạnh vào Nguyễn Văn Thể. Vào ngày 7 tháng 5, trên báo Tuổi Trẻ có bài viết nhiều kiện hàng ghi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải gửi qua máy bay đang xác minh. Không biết thực hư như thế nào, nhưng rõ ràng bài báo úp mở về kiện hàng không rõ ràng. Điều đó có nghĩa là nguy cơ kiện hàng này là phi pháp, bởi đã hợp pháp thì không có chuyện gì truyền thông vào cuộc. Đặc biệt trên kiện hàng có tên ông Nguyễn Văn Thể. Kiện hàng xuất hiện trên mặt báo đúng vào lúc thông tin rò rỉ cho biết Nguyễn Văn Thể sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận chiếc ghế Phó Bí thư Thành ủy thành phố lớn nhất đất nước này. Đây là hình ảnh thông tin đăng trên tờ báo Tuổi Trẻ. Theo báo Tuổi Trẻ, vào ngày 7 tháng 5, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết bộ này đang xác minh thông tin các kiện hàng ghi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải gửi tới sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, một tờ báo đăng thông tin nhận được video clip ghi lại cảnh hàng chục kiện hàng được đóng trong các vỏ hộp rượu ngoại. Bên ngoài dán giấy A4 ghi rằng Bộ trưởng X, người nhận là Mr. Mạnh, số điện thoại là 0989464 v.v. và trên băng chuyển hành lý sân bay Tân Sơn Nhất. Số hàng này được cho là của vận chuyển bằng chuyến bay VN7211 của Vietnam Airlines từ Nội Bài vào Tân Sơn Nhất vào chiều ngày 26 tháng 4 năm 2021. Hình ảnh chụp các kiện hàng cho thấy có vỏ là thùng đựng rượu Macallan, có kiện là vỏ thùng đựng rượu vàng v.v. đóng gói đúng quy cách khi gửi hàng bằng máy bay. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết không có chuyện Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi các kiện hàng trên. Bộ Giao thông Vận tải cũng đang xác minh làm rõ vụ việc này. Ai cũng biết phản ứng của phía Bộ Giao thông Vận tải là phủ nhận. Được biết bất kỳ một vụ án nào cũng khởi đầu bằng những sự kiện không mấy nghiêm trọng. Vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Nguyễn Xuân Anh cũng là những vụ án mà nó bắt đầu từ những sai phạm rất nhỏ, nhưng sau đó thì người ta đã khui ra rất mạnh, kẻ thì mất chức, người thì đi tù. Còn kiện hàng này là những mặt hàng gì đang được dư luận đặt ra? Theo báo chí thì kết quả xác minh sơ bộ Bộ Giao thông Vận tải, người gửi các kiện hàng nói trên là một nam nhân viên hợp đồng của văn phòng Bộ Giao thông Vận tải. Người này gửi rượu vang, bánh cốm, chè cho bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sợ hàng dễ vỡ nên dán dòng chữ Bộ trưởng vào. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã tạm đình chỉ công việc của người này để làm rõ mục đích. Cũng theo quy định, khi khách hàng đi máy bay gửi hàng hóa, hãng hàng không sẽ cần dán tem vào kiện hàng, khách hàng chịu trách nhiệm về hàng hóa, chứng từ nguồn gốc của hàng.
sau khi an ninh soi chiếu sân bay kiểm tra, không yêu cầu dừng vận chuyển, hãng hàng không sẽ đưa lên máy bay để chở cùng với hành khách. Thực ra, mặt hàng rượu vang, bánh cốm và chè là những mặt hàng mà người dân vẫn thường gửi tặng cho nhau rất bình thường. Người dân gửi tặng thì chả nhẽ Bộ trưởng không được tặng hay sao? Cái điều bất thường là những mặt hàng rất bình thường đó được thổi bùng lên trên mặt trận truyền thông. Và nhân vật chính có tên chiếc kiện hàng này một mực phủ nhận điều đó. Và như vậy thì trong kiện hàng này đã chứa đựng điều gì đó không phải là bình thường. Đây là hình ảnh chỉ có những kiện hàng như vậy cũng có rượu vang, cốm, chè thôi. Mà sao báo chí lại làm to chuyện đến như vậy? Nguyễn Văn Thể là nhân vật có những mối quan hệ thân thuộc với ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy ông Thể là người miền Nam, nhưng ông ta lại phò thế lực miền Bắc, và chính việc phò thế lực đang thịnh đó mà Nguyễn Văn Thể hoàn toàn có thể yên ổn trong vụ án Út Trọng. Một vụ án có dính đến ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trước đây là ông Đinh La Thăng và Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường. Sự việc được phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất chứ không phải tại Nội Bài, cũng cùng một kiện hàng nhưng nó không gặp vấn đề ở Hà Nội mà nó gặp vấn đề tại Sài Gòn. Và tờ báo Tuổi Trẻ là một tờ báo có trụ sở tại Sài Gòn đã đăng thông tin này. Từ nguồn gốc phát hiện ra kiện hàng và những tờ báo có thể hình dung thế lực nào đang nhắm vào Nguyễn Văn Thể. Chưa biết là thế lực của Lê Thanh Hải hay thế lực của những đối thủ chính trị đang cạnh tranh chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thế lực này được xác định là ở phía Nam. Chính trường Việt Nam hiện nay đang diễn ra hết sức phức tạp. Có những thay đổi thất thường vào giờ chót, mà điển hình nhất là trường hợp ông Trương Hòa Bình, rất ủy viên Trung ương Đảng nhưng lẫn ủy viên Bộ Chính trị nhưng vẫn ngồi lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực. Vậy nên, dù cho được phe ông Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu, nhưng Nguyễn Văn Thể vẫn không đảm bảo được 100% khả năng ngồi vào chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Với Đảng Cộng sản Việt Nam thì nguyện vọng lớn của ông cũng có thể biến thành nhỏ, và chuyện nhỏ cũng có thể bị xé ra thành lớn nếu người ta muốn bao che cho ai đó. Còn khi muốn kết tội thì một chuyện rất bé, họ sẵn sàng cũng mổ do thật to, rồi triệt hạ đối thủ. Thế lực Lê Thanh Hải còn mạnh, ông Trọng rất khó bẻ. Nhận định của Thành phố Hồ Chí Minh cho hay hai vị trí đứng đầu là người ngoại tỉnh thì Tất Thành Cang đã bị bắt. Lần này, ông Nguyễn Phú Trọng muốn cả ba vị trí lãnh đạo lớn nhất của thành phố đều là người ngoại tỉnh thì không những Lê Thanh Hải bị đe dọa mà cả Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa cũng bị họa lây. Mối quan hệ của Lê Thanh Hải rất rộng. Chính ông Lê Thanh Hải đã từng được hai người tiền nhiệm ông ta nâng đỡ, đó là ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Minh Chiết. Từ khi lui về hậu trường chính trị, ông Trương Tấn Sang vẫn rất năng nổ, nhưng ông Nguyễn Minh Chiết thì im hơi lặng tiếng. Tuy im hơi lặng tiếng, nhưng bản thân ông Nguyễn Minh Chiết vẫn còn uy tín nhất định cả ở Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Minh Chiết là một ẩn số trong lúc này. Đây là hình ảnh Lê Thanh Hải và Lê Hồng Quân không muốn người ngoại tỉnh nắm thành phố này. Việc ông Thể về thành phố đã gặp phải một vụ tai tiếng được khui lên từ phía thành phố cho thấy dường như thế lực ngầm ở thành phố này đang làm mọi cách để trì hoãn việc tiếp quản ông Nguyễn Văn Thể. Không biết chuyện còn con này được xé ra to đến cỡ nào, tuy nhiên nếu như ông Nguyễn Văn Thể vẫn bất chấp về thành phố tiếp quản vụ chức vụ mới, thì rất có thể ông Thể sẽ khó làm việc chung với dàn nhân sự mà hình thành và phát triển dưới thời Lê Thanh Hải. Xem ra việc Nguyễn Văn Thể về thành phố sẽ tiếp tục gặp sóng gió không phải là ít. Và liệu ông Nguyễn Phú Trọng có thể đỡ nổi những cú sắp tới đây hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2021 với bản tin Đấu đá ghế phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Thể bị tố chuyển hàng lậu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.